chào mừng các con đến với tiết học ngày hôm nay của cô cô rất vui vì được gặp gỡ các con tiết học trước các con đã được ôn tập về các phép tính cộng và các phép tính trừ hôm nay cô và các con sẽ cùng ôn tập thêm một phép tính nữa nhé đó là phép tính nhân qua bài ôn tập các bản nhân các con mở sách giáo khoa trang chính để bước vào bài học các con phải nắm được nội dung của bài. Nội dung bài học hôm nay gồm có hai phần. Phần thứ nhất, ôn tập các bản nhân đã học. Phần thứ hai là bài tập vận dụng. Bây giờ, cô và các con cùng bước vào phần thứ nhất nhé. Một, ôn tập các bản nhân đã học. Các con còn nhớ là ở chương trình lớp 2, các con đã được học những bản nhân nào không? À, cô tin chắc là sẽ có rất nhiều bạn vẫn còn nhớ và đã thuộc lòng các bản nhân này rồi, phải không? Đó là các bản nhân 2, bản nhân 3, bản nhân 4 và bản nhân 5. Tuy nhiên, do nghỉ hè khá lâu nên sẽ có một số bạn quên đi một số phép nhân trong bản nhân. Vậy tiết học này sẽ giúp cho các con nhớ lại nhé. Bây giờ, các con sẽ cùng đọc thật to với cô lần lượt các bản nhân nào. Đầu tiên là bản nhân 2. Các con cùng đọc với cô nào. 2 x 1 bằng 2. 2 x 2 bằng 4. 2 x 3 bằng 6. 2 x 4 bằng 8. 2 x 5 bằng 10. 2 x 6 bằng 12.

bằng 15. 3 nhân 6 bằng 18. 3 nhân 7 bằng 21. 3 nhân 8 bằng 24. 3 nhân 9 bằng 27. 3 nhân 10 bằng 30. Bản nhân 4. 4 nhân 1 bằng 4. 4 nhân 2 bằng 8. 4 nhân 3 bằng 12. 4 nhân 4 bằng

bằng 15. 5 x 4 bằng 20. 5 x 5 bằng 25. 5 x 6 bằng 30. 5 x 7 bằng 35. 5 x 8 bằng 40. 5 x 9 bằng 45. 5 x 10 bằng 50. Cô tuyên dương tất cả các bạn đã thuộc các bản nhân này nhé. Các con nhìn lên màn hình, cô có phép nhân. 2 x 4. Vậy, nhìn vào phép nhân này, các con thấy 2 được lặp lại mấy lần vậy các con? À, 2 được lặp lại 4 lần. Vậy cô viết 2 x 4 bằng 2 cộng 2 cộng 2 cộng 2 bằng à bằng 8. Vậy các con nhớ cho cô là từ phép nhân chúng ta có thể chuyển thành phép cộng các số hạng bằng nhau. Và từ phép cộng các số hạng bằng nhau, các con cũng có thể chuyển thành phép tính nhân tương ứng. Các con nhớ chưa nào? Để củng cố về à, các bản nhân hơn nữa, bây giờ cô và các con sẽ vào phần 2, bài tập vận dụng. Ở bài tập vận dụng, các con cần làm cho cô 4 bài tập. Bài 1, tính nhẩm Bài 2, tính theo mẫu. Bài 3, giải toán có lời văn và bài số 4, tính chu vi hình tam giác. Bây giờ cô và các con cùng bước sang bài tập số 1 nhé. Bài 1, a. À, tính nhẩm. Vậy tính nhẩm là gì vậy các con? À, tính nhẩm tức là các con phải nhẩm thật nhanh các kết quả của phép tính ở trong đầu. Sau đó các con phải viết thật nhanh các kết quả vào phép tính mà người ta cho. Trên màn hình của cô là các phép tính. 3 x 4 3 x 7 3 x 5 3 x 8 4 x 4 4 x 7 4 x 9 4 x 3 Ở bài tập này, sẽ củng cố lại cho các con, các bản nhân mà các con đã học. Bây giờ, các con sẽ cùng nhẫm với cô nhé. 3 x 4 bằng 12 3 x 7 bằng 21 3 x 5 bằng 15 3 x 8 bằng 24 4 x 4 bằng 16 4 x 7 bằng 28 4 x 9 bằng 36 Và 4 x 3 bằng 12 Cô Tuy Dương tất cả các bạn có kết quả nhẩm chính xác nhé Chúng ta còn lại các phép tính 2 x 6 2 x 8 2 x 4 2 nhân 9, 5 nhân 6, 5 nhân 4, 5 nhân 7 và 5 nhân 9. Ở các phép tính này sẽ có cách nhẩm tương tự như ở các phép tính trên. Vì thế, các con sẽ mở sách giáo khoa trang 9 và làm vào vở tập trắng giúp cô nhé. Bây giờ các con cùng cô bước sang bài 1B. 1B tính nhẩm. Các con quan sát lên màn hình, cô có phép tính. 200 nhân 3 bằng chấm hỏi. Nhìn vào phép tính này, các con sẽ biết được đây là nhân với số tròn tròn trăm. Vậy khi nhân nhẩm với số tròn trăm thì các con sẽ nhẩm như thế nào? Bây giờ các con sẽ chú ý cách cô nhẩm mẫu nhé. Nhẩm 200 nhân 3 bằng. Cô lấy 2 cô nhân với 3 bằng 6, viết 6. Vậy 200 nhân 3 bằng 600. Các con hiểu chưa nào? Cô sẽ nhẩm lại một lần nữa nhé. 200 nhân 3 bằng cô lấy 2 nhân với 3 bằng 6, cô viết 6. 200 nhân 3 bằng 600. Vậy khi chúng ta viết kết quả vào phép tính thì chúng ta phải viết bằng số giúp cô nhé. Các con đã hiểu chưa nào? Bây giờ các con và cô sẽ cùng làm các phép tính còn lại nhé. Cô có các phép tính 200 x 2, 200 x 4, 100 x 5, 300 x 2, 400 x 2, và 500 nhân 1. Ở các phép tính này, các con sẽ có cách nhẩm tương tự như ở phép tính trên. Vì thế, bây giờ các con sẽ lấy giấy và bút ra viết nhanh kết quả giúp cô nào. Rồi, 200 nhân 2 bằng À bằng 400. 200 nhân 4 bằng 800. 100 nhân với 5 bằng à, 500. Cô tuyên dương tất cả các bạn có kết quả nhẩm chính xác nhé. Chúng ta còn lại các phép tính. 300 x 2, 400 x 2 và 500 x 1. Ở các phép tính này sẽ có cách nhẩm tương tự như các phép tính trên. Vì thế mà các con cũng sẽ mở sách giáo khoa, trang chính và làm vào vở tập trắng giúp cô nhé. Sau khi làm xong thì các con cũng nhờ cha mẹ hoặc là anh chị sửa bài giúp các con. Rồi, để vận dụng các phép tính nhân vào tính giá trị của biểu thức như thế nào? Cô và các con cùng bước sang bài tập 2. Bài 2: Tính theo mẫu. Bây giờ các con sẽ quan sát bài mẫu giúp cô nhé. Mẫu: Cô có biểu thức 4 nhân 3 cộng 10. Cô đọc lại nhé. 4 nhân 3 cộng 10. Vậy trong biểu thức này chúng ta thấy có mấy phép tính vậy các con? À, trong biểu thức 4 nhân 3 cộng 10 có hai phép tính phải không nào? Đó là phép tính nhân và phép tính cộng. Vậy các con nhớ nhé, khi thực hiện thì các con phải thực hiện phép tính nhân trước, phép tính cộng sau. Bây giờ các con sẽ chú ý cách cô thực hiện. Đầu tiên, cô sẽ tính phép nhân trước. 4 nhân 3 bằng 12, cô viết 12 sau dấu bằng. Sau đó, cô sẽ lấy 12 cô cộng với 10. Và kết quả sẽ là 22. 22 chính là kết quả của biểu thức 4 nhân 3 cộng 10 đấy các con. Các con nắm được chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ sang làm các biểu thức còn lại nhé. Biểu thức A 5 x 5 cộng 18 Biểu thức C 2 x 2 x 9 Ở biểu thức A các con cũng thấy có hai phép tính là phép tính nhân và phép tính cộng Vậy khi thực hiện các con cũng phải thực hiện phép tính nhân trước phép tính cộng sau nhé Biểu thức A sẽ có cách làm tương tự như biểu thức mẫu vì thế mà các con sẽ mở sách giáo khoa và làm vào vở tập trắng giúp cô nhé. Bây giờ cô sẽ cùng với các con làm biểu thức C. 2 nhân 2 nhân 9 Vậy trong biểu thức này các con thấy có mấy phép tính? À, biểu thức này cũng có hai phép tính, nhưng là hai phép tính nhân. Vậy khi thực hiện, các con nhớ là chúng ta sẽ thực hiện lần lượt từng phép tính từ trái sang phải. Các con nhớ chưa nào? Chúng ta sẽ thực hiện lần lượt từng phép tính từ trái sang phải. Bây giờ các con cùng thực hiện với cô nhé. 2 x 2 bằng 4. Cô viết 4 sau dấu bằng. Sau đó cô nhân với nhân với 9. Vậy 4 x 9 sẽ bằng 36. 36 chính là kết quả của biểu thức 2 x 2 x 9 đấy các con ở bài tập này các con phải nắm được cho cô là khi tính giá trị của biểu thức mà trong biểu thức đó có phép tính nhân và phép tính cộng thì các con phải thực hiện phép tính nhân trước phép tính cộng sau còn nếu trong biểu thức có hai phép tính nhân thì các con phải thực hiện lần lượt từng phép tính từ trái sang phải các con nhớ chưa nào rồi, để vận dụng à, các phép tính nhân vào giải toán có lời văn như thế nào? Cô và các con cùng bước sang bài tập số 3. Các con cùng nghe cô đọc đề bài. Trong một phòng ăn có 8 cái bàn. Mỗi bàn xếp 4 cái ghế. Hỏi trong phòng ăn đó có bao nhiêu cái ghế? Các con cùng đọc đề lại với cô nào. Trong một phòng ăn có 8 cái bàn, mỗi bàn xếp 4 cái ghế. Hỏi trong phòng ăn đó có bao nhiêu cái ghế? Để giải được bài toán này, trước tiên các con phải đọc kỹ đề bài, sau đó các con phải đi phân tích đề toán, rồi tóm tắt đề và cuối cùng thì các con mới giải bài toán nhé. Để phân tích đề bài toán thì các con phải trả lời cho cô được hai câu hỏi là bài toán cho biết gì và bài toán hỏi gì. Vậy trong bài toán này thì cho chúng ta biết gì vậy các con? À, cho biết là trong một phòng ăn có 8 cái bàn. Ngoài ra còn cho chúng ta biết thêm nữa là mỗi bàn xếp 4 cái ghế. Vậy bài toán hỏi gì vậy các con? Bài toán hỏi trong phòng ăn đó có bao nhiêu cái ghế? Trả lời được hai câu hỏi này thì các con sẽ dễ dàng tóm tắt được bài toán. Chúng ta sang phần tóm tắt. Ở bài giải toán có lời văn, chúng ta có hai cách tóm tắt bài toán. Cách thứ nhất, các con sẽ tóm tắt bằng sơ đồ đoạn thẳng. Cách thứ hai, các con sẽ tóm tắt bằng lời văn. Ở bài toán này, cô sẽ tóm tắt bằng lời văn. Các con nhìn lên đề bài. Trong một phòng ăn có 8 cái bàn. Mỗi bàn xếp 4 cái ghế. Mỗi ở đây là một đó các con. Vậy cô viết. Một bàn sẽ có 4 cái ghế. Rồi, bài toán hỏi chúng ta là hỏi trong phòng ăn đó có bao nhiêu cái ghế? Mà trong phòng ăn thì người ta cho chúng ta biết là có 8 cái bàn. Vậy chúng ta biết là 8 cái bàn sẽ bằng bao nhiêu cái ghế? Các con nắm được tóm tắt chưa nào? Để biết được trong phòng ăn đó có bao nhiêu cái ghế, cô và các con sẽ bước sang phần bài giải. Đầu tiên, các con phải đặt lời giải cho bài toán. Lời giải chính là câu trả lời cho câu hỏi của bài đó các con. Vậy, các con muốn viết được lời giải đúng, thì các con phải nắm được bài toán hỏi gì vậy bài toán hỏi chúng ta là trong phòng ăn đó có bao nhiêu cái ghế bây giờ các con hãy giúp cô đặt lời giải cho bài toán này nhé ở bài toán này chúng ta có nhiều cách đặt lời giải cách thứ nhất các con có thể đặt là số cái ghế phòng ăn đó có là hoặc là các con cũng có thể đặt trong phòng ăn đó có số cái ghế là ở bài toán này cô sẽ chọn lời giải thứ nhất đó là số cái ghế phòng ăn đó có là các con nhìn vào phần tóm tắt một bàn có bốn cái ghế hỏi tám bàn có bao nhiêu cái ghế vậy các con thấy bốn được gấp lên tám lần vậy các con sẽ thực hiện phép tính gì à chúng ta sẽ thực hiện phép tính nhân đó là bốn nhân nhân 8. Vậy cô viết 4 nhân 8 bằng 32 cái. Cái là đơn vị, các con phải viết trong dấu ngoặc đơn nhé. Đáp số 32 cái ghế. Vậy là các con đã biết trong phòng ăn đó có 32 cái ghế rồi đấy. Các con thân mến, ở lớp 2 các con đã được làm quen với tính chu vi của hình tam giác. Vậy để vận dụng phép nhân vào tính chu vi hình tam giác như thế nào? Cô và các con cùng bước sang bài 4. Các con cùng đọc đề bài với cô nào. Tính chu vi hình tam giác A, B, C có kích thước ghi trên hình vẽ. Cùng đọc lại với cô một lần nữa nhé. Tính chu vi hình tam giác A, B, C có kích thước ghi trên hình vẽ. Các con cùng quan sát tam giác ABC trên màn hình giúp cô nào. Các con thấy hình tam giác ABC có 3 cạnh. Cạnh A, B có độ dài là 100cm. Cạnh B, C cũng có độ dài là 100cm. Và cạnh A, C cũng có độ dài là 100cm vậy các con thấy độ dài ba cạnh của hình tam giác như thế nào với nhau à độ dài ba cạnh của hình tam giác bằng nhau đúng không nào vậy bài toán yêu cầu chúng ta làm gì vậy các con à bài toán yêu cầu chúng ta là tính chu vi hình tam giác abc để biết được chu vi hình tam giác abc là bao nhiêu thì các con sang phần bài giải. Đầu tiên, các con sẽ đặt lời giải cho bài toán. Ở bài 3, cô đã hướng dẫn các con cách đặt lời giải rồi. Bây giờ, các con sẽ giúp cô đặt lời giải cho bài toán này nhé. Bài toán yêu cầu chúng ta là tính chu vi hình tam giác A, B, C. Vậy, cô sẽ đặt lời giải là chu vi hình tam giác A, B, C là Các con cho cô biết muốn tính chu vi hình tam giác ta làm thế nào? À, muốn tính chu vi hình tam giác ta tính tổng độ dài ba cạnh của hình tam giác đó Tức là các con sẽ cộng độ dài ba cạnh của hình tam giác này lại với nhau Các con nhớ chưa nào? Vậy cô có phép tính 100 cộng 100 cộng 100 Bằng, các con nhẩm giúp cô nào. À, bằng 300 cm. Các con biết không, để tính chu vi của hình tam giác ABC, các con còn có thể tính bằng một phép tính khác nữa đấy. Các con nhìn lên, phép tính 100 cộng 100 cộng 100. Đây chính là cộng các số hạng bằng nhau. Vậy khi cộng các số hạng bằng nhau thì các con có thể chuyển thành phép tính gì? Cô đã ôm ở đầu bài cho các con rồi À đó là phép tính Phép tính nhân Phải không nào Và các con thấy 100 được lặp lại 3 lần Vậy cô có phép tính 100 nhân 3 Các con nhẩm giúp cô kết quả nào À cũng là 300cm Đáp số 300cm Vậy là các con đã biết được Chu vi hình tam giác ABC là 300 cm rồi đấy. Ở bài tập này, các con cần chú ý cho cô là khi tính chu vi hình tam giác mà nếu hình tam giác có 3 cạnh có độ dài bằng nhau thì các con có thể tính bằng hai cách. Cách thứ nhất, các con có thể thực hiện phép tính cộng. Cách thứ hai, các con có thể thực hiện phép tính nhân. Nhưng đối với hình tam giác mà ba cạnh không bằng nhau thì các con chỉ được tính bằng một cách thôi nhé. Đó là phép tính cộng. Các con nhớ chưa nào? Bài tập 4 cũng là bài tập cuối cùng của tiết học ngày hôm nay. Trước khi kết thúc tiết học, cô có vài điều cần nhắc nhở đến các con. Sau tiết học này, các con phải ôn thuộc lòng các bản nhân đã học. Đó là bản nhân 2, bản nhân 3, bản nhân 4 và bản nhân 5. Sau đó các con phải hoàn thành hết tất cả các bài tập mà cô đã hướng dẫn, đó là bài 1, bài 2 trang 9. Sau khi làm xong các bài tập, các con sẽ nhờ cha mẹ hoặc là anh chị hoặc là có thể liên lạc với giáo viên chủ nhiệm để sửa bài giúp các con nhé. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô chúc các con hoàn thành hết tất cả các bài tập. Cô chào tạm biệt các con.